Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ. Tập 121. Chương 1201, Atula khác biệt. Chu Văn Thuấn di đến bên cạnh Liệt, dự định muốn bắt sống, tra xét lâu, tự nhiên phải ra manh mối. Cùng ta xuống địa ngục đi. Nhưng không đợi Chu Văn đụng tới Liệt, thân thể của Liệt trong lúc đó bành trướng như trống, ánh sáng và hỏa diễm bên trong dâng lên, hắn không do dự chút nào, lựa chọn tự bạo. Đáng chết, Chu Văn chỉ có thể Thuấn di rời đi, nhưng trong tế đàn vẫn còn người khác bị khóa, mà Liệt tự bạo tại đây, những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt, Chu Văn đã có quyết đoán, cơ hồ thân thể Liệt nổ tung, Chu Văn đồng thời đặt tay lên thân thể hắn, đem thân thể hắn dịch chuyển đến nơi khác. Oanh! Xa xa trong đám quái vật Tu La, phát sinh nổ lớn kinh khủng, Liệt tự bạo giống bom hydro nổ tung, trong nháy mắt không biết phá hủy bao nhiêu quái vật Tu La. Tiêu thấy cảnh này, thân hình lóe lên, vạch ra quỹ tích quỷ dị, muốn phóng tới lối ra của Atula đạo. Âu Dương Lam ăn đan tinh về sau, đã tỉnh táo lại, Chu Văn đặt nàng bên người A-Sin, lại huy kiếm cứu những người còn lại, lúc này mới vọt tới, dự định trợ giúp An Thiên Tá cùng nhau tóm lấy Tiêu. Sự tình của lão hiệu trưởng, chỉ có những người như Tiêu mới có thể hỏi ra phần quan trọng, hắn rất muốn biết lão hiệu trưởng có phải còn sống hay không. Chu Văn nắm kiếm hoàn gia nhập chiến đoàn, kiếm pháp của hắn không kém An Thiên Tá, chẳng qua phong cách của hai người không giống nhau lắm. Mặc dù bọn hắn chưa bao giờ phối hợp qua, tuy nhiên lại không ảnh hưởng gì đến lẫn nhau, đều vô cùng ăn ý. Đối mặt hai người vây công, Tiêu lập tức rơi vào thế yếu, mắt thấy đã rơi vào nguy hiểm chí mạng. Tiêu là một kẻ hung ác, liệu mạng chịu một kích toàn lực của An Thiên Tá, mạnh mẽ lao khỏi vòng vây. Nhưng ngoài ý định, hắn không hề phóng tới lối ra Atula đạo, mà nhắm về phía đám người A Sinh và Âu Dương Lam. Chu Văn cùng An Thiên Tá đều tiến lên ngăn cản, thân hình Tiêu đột biến, rơi bên trên tế đàn. Hai người nhất thời biết không ổn, mục tiêu của Tiêu căn bản là tế đàn, hắn phóng tới đám người A Sinh, chẳng qua đánh lạc hướng đám người Chu Văn mà thôi. Loại người này dưới tình huống như vậy, vẫn còn suy nghĩ mạch lạc rõ ràng như vậy, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ, quả thực là một nhân vật. Chu Văn thuấn di đi qua, kiếm hoàn tiếp tục chém về phía Tiêu bên trên tế đàn. Tiêu ăn một kiếm của An Thiên Tá, tuy nhiên lại khôi phục cực nhanh, Chu Văn cũng nhận ra, đó chính là tiên thiên bất bại thần công của Hạ Gia. Biết sát thương bình thường đối với hắn vô nghĩa, bên trong một kiếm này, Chu Văn còn giấu thêm lực lượng đại phạm thiên. Tiêu không hề trốn tránh, ngược lại ưỡn ngực nghênh hướng kiếm hoàn vô cùng sắc bén trực tiếp quán xuyên thân thể hắn, máu tươi lập tức theo kiếm hoàn chảy ra, nhỏ trên tế đàn. Sắc mặt Chu Văn biến hóa, đoán ra nguyên nhân Tiêu làm vậy, có điều chuyện cho tới bây giờ đã không có lựa. Chọn khác, Chu Văn vung vẩy kiếm hoàn, muốn cắt thân thể Tiêu thành hai đoạn. Thân thể Tiêu quỷ dị lui lại, ngực bị Chu Văn cắt ra một đạo vết thương dài, không đủ chém đứt thành hai đoạn. Hàng loạt máu tươi của Tiêu rơi bên trên tế đàn tiếp xúc huyết dịch về sau, giống như luân bàn chuyển động. Theo tế đàn chuyển động, vị trí phía trên cột đá bắt đầu di chuyển. Chu Văn biết chắc chắn có chuyện không lành phát sinh, cho nên chỉ muốn nhanh chóng tóm lấy Tiêu, kiếm trong tay viên một kiếm nhanh hơn một kiếm. Nhưng thân pháp của Tiêu không hề thua kém hắn, quỹ tích thân pháp không dưới thiên ngoại phi tiên của Chu Văn, tốc độ càng không phải bàn, thậm chí nhanh hơn Chu Văn. Dù sao Chu Văn vẫn là thần thoại cấp, thuộc tính vẫn chưa đến trình độ khủng cụ cấp, phương diện này có chút thiệt thòi. Theo tế đàn chuyển động, chuyện quỷ dị phát sinh, nguyên bản quái vật Tu La không sợ chết, lúc này lại như thủy triều rút đi, tốc độ cao rời khỏi khu vực tế đàn. Thời điểm tất cả cột sắt tạo thành vòng tròn, chính giữa tế đàn nứt mở một cái lỗ, vô tận ma khí từ phía dưới dâng lên, như núi lửa bạo phát. Một Atula từ trong ma khí vọt ra, hắn và những quái vật Tu La không khác nhau lắm. Hắn cũng mang theo mặt nạ, bên trên xích lõa, ăn mặc vũ quần, trên lưng có đồ án quái điểu, trong tay nắm lấy một thanh Tu La đao. Khác biệt chính là, tóc, mặt nạ, hình xăm quái điểu của Tu La này đều là máu tím, mà những Tu La bình thường kia đều là màu đen. Khủng cụ cấp Atula sao? Thời điểm Chu Văn còn đang suy nghĩ,
Atula kia đã giết tới. Cũng không biết Tiêu đụng tay chân gì, cùng đứng bên trên tế đàn, ngược lại Atula không để ý đến hắn, trực tiếp nhằm Chu Văn giết tới. Một đao ma khí thao thiên này, bất luận thuộc tính lực lượng đều hoàn toàn khác thiên chi Atula. Chu Văn huy kiếm đi cản, kiếm hoàn cùng Tula đao đụng vào nhau, chuyện quỷ dị phát sinh, Tula đao tựa như ảo ảnh, tiếp theo Tula đao trực tiếp xuyên qua kiếm hoàn, vẫn hướng về Chu Văn chém tới. Không do dự, Chu Văn thuấn di rời khỏi tế đàn, không dám dùng thân thử đao. Thời điểm Chu Văn xuất hiện phía dưới tế đàn, Atula kia lại đuổi theo, một đao quỷ mị chém về phía cổ Chu Văn. Hữu duyên gặp lại. Tiêu Hắc Hắc nói một câu, thân hình phi độn mà lên, vẽ ra quỹ tích quỷ dị trên không trung, chạy về phía lối ra Atula đạo. An Thiên Tá lập tức đuổi theo, muốn ngăn lại Tiêu. Chu Văn không dám đuổi theo, hắn sử dụng thuấn di có lẽ có thể vứt bỏ Atula này, nhưng hắn và An Thiên Tá đều rời khỏi nơi này. Atula bị bỏ lại sau, vạn nhất nó chuyển rời mục tiêu, đám người A Sinh sẽ nguy hiểm. Chu Văn chỉ có thể hy vọng An Thiên Tá có thể bắt lấy Tiêu, hắn thì đại chiến với Atula. Atula này rất quỷ dị, Chu Văn lợi dụng thuấn di né tránh công kích của hắn, kiếm hoàn đã đâm không biết bao nhiêu, kiếm trên người nó, kết quả như đâm trúng ảo ảnh, căn bản không hề đâm trúng chân thân của nó. Chẳng lẽ đây là ảo ảnh? Chu Văn sinh ra loại hoài nghi này, thời điểm Atula chém tới, hắn cố ý triệu hoán ra một đầu bạch biên bức ngăn trước Tula đao. Kết quả bạch biên bức kia trực tiếp bị Tula đao chém thành hai nửa, chết không thể chết lại. Chu Văn âm thầm vui mừng không đem thân thể mình đi thử, đồng thời cũng cảm thấy đau đầu, công kích của hắn đối với Atula vô dụng, như vậy Atula kia chẳng phải đứng ở thế bất bại. Thoạt nhìn nó hẳn thuộc loại hình linh thể, vậy thử lực lượng Đại Phạm Thiên một chút đi. Chu Văn triệu hoán Đại Phạm Thiên ra. Đại Phạm Thiên tám tay tứ phía, sau lưng xuất hiện hắc động xoay tròn, ngăn trước Atula. Atula căn bản không biết e ngại là vật gì, một đao liền chém tới. Đại Phạm Thiên tự động phản kích, một chưởng nghênh hướng Atula đao, chỉ nghe cong một tiếng, Atula đao lần này bị cản lại. Thấy Đại Phạm Thiên có thể ngăn trở Atula, Chu Văn thoáng thở dài một hơi. Có điều Đại Phạm Thiên ngoại trừ bộ mặt sau lưng kia, căn bản không thể chủ động công kích, Atula từng đao chém xuống. Đại Phạm Thiên một chưởng lại tiếp một chưởng ngăn cản, mặc dù chặn Atula, nhưng không thể diệt sát Atula. Chương 1202, lại khắc cổ hoàng kinh. Atula bị Đại Phạm Thiên ngăn trở, Chu Văn thì nhìn về phía tế đàn bên kia, thấy lối ra chính giữa tế đàn đã bị phong bế. Tất cả cột đá đã trở lại vị trí ban đầu, không có dị thứ nguyên sinh vật nào khác lao ra, lúc này Chu Văn mới thở dài một hơi. Lam tỷ, ngươi không sao chứ? Chu Văn đi tới bên cạnh Âu Dương Lam hỏi. Ta không sao. Âu Dương Lam ăn một chút đan dược về sau, đã khá hơn nhiều, nàng nói với Chu Văn, Tiểu Văn, phụ thân ta khả năng còn chưa chết. Ngươi đã tìm được nơi lão hiệu trưởng hạ lạc. Nhãn tình Chu Văn sáng lên, hơi kích động hỏi. Trước đó bên trong Hoàng Tuyền Thành, chúng ta đã gặp được Sở Hà, lợi dụng một chút năng lực đặc thù. Từ chỗ hắn rút ra một ít trí nhớ, mặc dù trí nhớ đã bị hao tổn nhiều, nhưng vẫn có một chút thu hoạch. Âu Dương Lam nói, phát hiện được cái gì? Chu Văn vội vàng truy vấn. Âu Dương Lam chỉ lá cờ trên cột đá kia, cái này, trước khi Sở Hà bị thay thế, hắn không chỉ một lần thấy qua đồ án này trên thân những thành viên đội khảo sát kia. Chu Văn không biết cái này có quan hệ gì đến việc lão hiệu trưởng sống sót hay không, cái này chỉ có thể nói rõ, bọn hắn đến từ một tổ chức mà thôi. Âu Dương Lam tiếp tục nói, hiện tại chúng ta đã biết, dấu hiện này có quan hệ với Thánh Điện. Mà hai tên gia hỏa kia bắt được nhóm của ta về sau, một mực hỏi sự tình liên quan đến phụ thân ta, khả năng cao đang muốn tìm đồ vật gì đó. Nếu trên tay phụ thân ta có thứ bọn hắn cần, mà bọn hắn vẫn chưa tìm được, nếu là ngươi, ngươi có giết phụ thân ta hay không? Sẽ không. Chu Văn rốt cuộc minh bạch Âu Dương Lam vì cái gì nói lão hiệu trưởng có khả năng còn sống. Nói cách khác, lão hiệu trưởng có khả năng ở Thánh Điện. Trong lòng Chu Văn hơi xúc động, truy xét lâu như vậy, rốt cuộc biết lão hiệu trưởng khả năng ở nơi nào. Mặc dù chỉ là khả năng, nhưng dù sao so với trước kia mù quáng đi tìm vẫn tốt hơn nhiều, đáng tiếc tiến vào Thánh Địa không phải chuyện đơn giản. Âu Dương Lam thở dài. Thánh Địa hạn chế đẳng cấp nhân loại tiến vào, nhân loại đẳng cấp cao không thể vào được, mà nhân loại đẳng cấp thấp đi vào cũng vô dụng,
vào bên trong chỉ có kết cục bị đùa bỡn mạng. Chu Văn từng tiến vào thánh địa, tự nhiên biết Lục Đại Thánh Điện nơi đó, thoạt nhìn như nơi bảo hộ nhân loại. Trên thực tế lại là nơi cực kỳ quỷ dị, để nhân loại đẳng cấp thấp đi vào điều tra, chẳng khác gì vào chịu chết. Lam tỷ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, chờ ta giải quyết Atula kia, chúng ta sẽ trở về sau. Chu Văn để A Sinh chiếu cố đám người Âu Dương Lam, tự mình lần nữa đi về phía Atula. Chu Văn rất muốn đi bắt Tiêu, nhưng An Thiên Tá đã đuổi theo, hắn không thể cùng nhau đuổi theo. Bằng không Tiêu giở trò dùng đòn hồi mã thương, lại đi bắt đám người Âu Dương Lam làm con tin, vậy càng phiền phức hơn. Thỏ Ngọc cùng Băng Nữ đều không am hiểu tốc độ, thả ra không thể cản lại Tiêu. Mà vừa rồi Chu Văn cùng Atula chiến đấu, ba Tiêu Tiên lại phải trông coi đám người Âu Dương Lam, phòng ngừa Tiêu đánh lén, thực sự khó mà phân thân. Còn Ma Anh, vị tiểu nãi nãi kia chỉ am hiểu đánh lén, chiến đấu chính diện không phải cường hãn. Bản thân Chu Văn am hiểu thân pháp, biết loại kẻ địch như Tiêu đáng sợ thế nào, kẻ địch thuộc lực lượng hình giống liệt, Chu Văn muốn giết cứ giết, căn bản không cố kỵ chút nào. Nhưng muốn giết Tiêu không đơn giản như vậy, các phương diện của hắn rất giống Chu Văn, bởi vậy hắn thuộc chủng loại khó giết nhất. Nếu hiện tại không đuổi kịp rồi, Chu Văn đành phải lựa chọn tin tưởng An Thiên Tá, bản thân lưu lại trước tiến xử lý Atula trước, để xem có thu được đồ tốt gì không. Lực lượng Atula hết sức quỷ dị, bên trong mấy loại năng lực khủng cụ hóa của Chu Văn, chỉ có Đại Phạm Thiên có thể đối phó nó. Có điều Chu Văn quan sát trong chốc lát về sau, trong lòng có ý nghĩ khác. Nếu Đại Phạm Thiên sử dụng lực lượng mặt cuối cùng kia, muốn giết Atula không khó. Nhưng lực lượng mặt cuối cùng kia không khác động trúc thị giới của Cách Liệt lắm, nếu dùng đến, coi như giết chết địch nhân, kết quả không chiếm được lợi lộc gì. Lực lượng Atula này hẳn thuộc ma đạo, có điều trong ma đạo có một loại mùi vị của tử vong. Chu Văn cũng không rõ ràng lực lượng kia rốt cuộc thuộc loại sức mạnh nào. Thử một chút xem sao, không biết cổ hoàng kinh có thể khắc chế lực lượng của Atula không? Chu Văn khắc họa cổ hoàng kinh bên trên vận mệnh chi luân. Thần thoại cấp cổ hoàng kinh tự nhiên không có tác dụng quá lớn đối với khủng cụ cấp sinh vật. Cho nên hiện tại Chu Văn muốn thử để cổ hoàng kinh đột phá vào khủng cụ cấp, chỉ như vậy nó mới có tác dụng đối với Atula. Theo cổ hoàng kinh được khắc họa bên trên vận mệnh chi luân, một hư ảnh như cổ hoàng xuất hiện. Tốc độ An Thiên Tá không chậm, ít nhất không chậm hơn Tiêu, nhưng An Thiên Tá có một vấn đề nghiêm trọng, tốc độ của hắn nhanh, nhưng phương diện biến hóa lại không tương xứng. Nếu hắn cải biến hướng đi, tốc độ sẽ giảm xuống. Mà Tiêu vừa vặn tương phản, vô luận hắn chuyển hướng biến ảo thân pháp thế nào, đều không ảnh hưởng đến tốc độ, khiến An Thiên Tá một mực không thể đuổi kịp hắn. Thế nhưng Tiêu vẫn không thể cắt đuôi An Thiên Tá, bởi vì An Thiên Tá biết chắc hắn muốn đi về phía lối ra Atula đạo. Cuối cùng An Thiên Tá vẫn sớm hơn Tiêu một bước, chiếm cứ địa điểm lối ra Atula đạo, hắn cầm đại kiếm đứng nơi đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu. Tiêu tự nhiên cũng hiểu rõ, hắn nhất định phải lao ra trước khi Chu Văn đuổi đến, không thể tiếp tục dây dưa với An Thiên Tá, cho nên Tiêu chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại càng nhanh vọt tới. Tốc độ khủng cụ cấp, lại am hiểu thân pháp, tốc độ của Tiêu đã sớm đột phá cực hạn thị giác của nhân loại. An Thiên Tá không nhúc nhích, phảng phất như cỗ máy tinh vi đến cực hạn, thời điểm bất động không có bất kỳ chút gợn sóng nào, nhưng nếu khởi động, tự nhiên dẫn phát một chuỗi phản ứng dây chuyền. Trong mắt Tiêu, mặc dù An Thiên Tá chỉ đứng nơi đó, thế nhưng toàn bộ khí tràng của hắn như một tấm lưới vô hình, không có bất kỳ sơ hở nào. Pháp bất dung tình, nhưng thế thì sao? Ta vẫn cứ muốn dùng tình phá pháp. Trong mắt Tiêu lập lòe ánh sáng quỷ dị, trong tay nắm cây cung đứt dây, mang theo quỹ tích huyền diệu, trong chốc lát đến trước mặt An Thiên Tá. Đoạn kiếm trong tay An Thiên Tá chém xuống, phảng phất có một tấm lưới vô hình tùy theo hạ xuống, vô số kiếm quang răng khắp nơi che kín tất cả đường tiến và đường lui của Tiêu. Răng rắc, phía dưới lực lượng luật pháp vô tình tạo thành kiếm võng, cung trong tay và áo giáp trên người Tiêu, từng tấc bị chém vỡ. Máu tươi từ từng đạo vết thương phun ra, nhưng Tiêu vẫn không ngừng như cũ, huyết nhân trực tiếp đánh tới An Thiên Tá, nhất kích xả thân mang khí thế muốn cùng An Thiên Tá đồng quy vu tận. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào An Thiên Tá, tựa như đang gây hấn, nếu ngươi có gan thì đừng tránh. Các bạn đang nghe chuyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com.
Chương 1203, Cổ Hoàng Chiến Tu La. Đoạn kiếm trong tay trái An Thiên Tá toàn lực chém ra ngoài, cơ hồ muốn đánh chết Tiêu, nhưng cuối cùng vẫn không thể giết chết hắn. Nếu An Thiên Tá còn hai tay, hắn còn một tay còn lại xông tới Tiêu, một chưởng vỗ hắn thành thịt nát. Đáng tiếc hiện tại An Thiên Tá chỉ còn lại một cái tay. Mặc dù như vậy, An Thiên Tá cũng không có dự định lui lại, đứng như cự sơn nơi đó, đối mặt với Tiêu dính đầu máu tươi không có dự định thoái ý nào. Trên thân Tiêu bắn ra máu tươi, phảng phất có sinh mệnh, lại theo Tiêu cùng nhau phóng tới An Thiên Tá. Tiêu đẫm máu giống như huyết sắc ma quỷ, hung tàn để người ta không rét mà run. An Thiên Tá không lui lại, trong tích tắc trước khi Tiêu đụng trước mặt hắn, An Thiên Tá trực tiếp dùng đầu lâu của mình đánh tới đầu Tiêu. Bành! Hai cỗ lực lượng khủng cụ cấp không giữ lại chút nào đụng vào nhau, đầu Tiêu trực tiếp bị đụng nổ, thân thể đẫm máu đụng phải thân thể An Thiên Tá về sau. Bị chấn lui quay về, máu tươi phun tung tóe tứ phía, không cách nào bám lên thân thể tàn phế của Tiêu. Bộ phận đầu của khôi giáp máy móc cũng bị đụng nát, trên trán An Thiên Tá một mực đổ máu, nhưng hắn vẫn giữ vững đại môn Atula đạo, không lui lại nửa bước. Mắt thấy Tiêu thi thể ngã xuống, nhưng sắc mặt An Thiên Tá đột nhiên nhất biến, lập tức quay đầu nhìn về phía lối ra Atula đạo. Chỉ thấy từ trên người Tiêu bắn ra một giọt máu tươi, đang lao về phía cửa chính. An Thiên Tá rút kiếm liền chạm, nhưng cuối cùng vẫn muộn một bước, giọt máu kia rơi trên đại môn, giống như cục đá rơi xuống mặt hồ, tạo ra gợn sóng không gian, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Lý Huyền và Lữ Bất Thuận, đám người An Kính Vũ đứng bên ngoài cầu Nại Hà chờ đợi. Đốc quân bọn hắn làm sao đi vào lâu như vậy còn chưa hề đi ra. Thân thể Lữ Bất Thuận mập mạp đi tới đi lui, một khắc không đứng yên. Ngươi có thể dừng lại không đi dạo nữa không? Ta nhìn choáng đầu rồi. Lý Huyền nói, ngươi choáng đầu liên quan gì đến ta? Do ngươi yếu mà thôi. Lữ Bất Thuận chế giễu lại, tránh ra. Lý Huyền đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên nghe được một tiếng quát to. Trước tiên đám người Lữ Bất Thuận nghe được thanh âm của An Thiên Tá, cả đám đều cảnh giác đứng lên, nhìn về phía cầu Nại Hà. Nhưng bọn hắn không nhìn thấy cái gì, bên kia của cầu Nại Hà không có cái gì. Lý Huyền thấy An Thiên Tá đang từ trên cầu Nại Hà lao ra, đồng thời cũng nhìn thấy một giọt máu tươi dùng tốc độ khó tin nổi, bắn về phía Lữ Bất Thuận gần cầu Nại Hà nhất. Lý Huyền không kịp hoàn toàn khủng cụ hóa, chỉ kịp khủng cụ hóa một tay, ngăn trước trán Lữ Bất Thuận. Bành! Giọt huyết dịch kia giống như đạn, trực tiếp quán xuyên bàn tay khủng cụ hóa của Lý Huyền. Cũng may có Lý Huyền chặn lại, trì hoãn một chút thời gian, Lữ Bất Thuận phản ứng cũng rất nhanh, thân thể phình to, giọt máu kia bắn tới lướt qua tóc hắn. Thời điểm giọt máu kia trên không trung lại biến thành bộ dáng của Tiêu, hắn giang tay hút hai sĩ quan vào trong lòng bàn tay hắn, nắm lấy đầu hai sĩ quan kia. Chỉ cần hơi dùng sức, lập tức sẽ bóp đầu bọn hắn. An Thiên Tá, ngươi đi thêm một bước, ta sẽ bóp nát đầu của hắn. Tiêu bình tĩnh nói. An Thiên Tá ngừng lại, hắn biết Tiêu không phải đang nói đùa, loại người như hắn, nói được tuyệt đối làm được. Đốc quân, không cần để ý chúng ta. Hai sĩ quan kia ra sức giãy giụa, tuy nhiên như gà con, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. An Thiên Tá, ngươi tính thế nào? Tiêu nheo mắt lại nhìn An Thiên Tá nói. Thả bọn hắn ra, ngươi có thể đi. An Thiên Tá nói. Tiêu không nói hai lời, trực tiếp buông, nhưng không lập tức rời đi. Một đám sĩ quan vây quanh Tiêu, An Thiên Tá chẳng qua hờ hững nói một câu, để hắn đi đi. An Thiên Tá quả nhiên là An Thiên Tá, hy vọng lần sau có cơ hội phân ra thắng bại chân chính với ngươi. Tiêu nói xong, đưa tay lăng không túm lấy, trên đỉnh đầu hai sĩ quan bị hắn tóm lấy đỉnh đầu, đều có một tia khói đen xông ra ngoài, rơi vào lòng bàn tay Tiêu không nhìn thấy gì nữa. Sau này còn gặp lại. Tiêu nói với An Thiên Tá một câu, lúc quay đầu lại nhìn Lý Huyền liếc mắt, mới rời đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đốc quân, hắn là ai? Lữ Bất Thuận kinh hãi nói. Hắn là kẻ địch, lần sau các ngươi gặp được hắn, tận lực tránh đi. An Thiên Tá nhìn thoáng qua phương hướng Tiêu trốn đi, tựa hồ suy nghĩ điều gì. An Thiên Tá không tiếp tục truy đuổi, hắn biết có đuổi cũng không kịp. Lý Huyền, ngươi biết hắn là ai sao? An Thiên Tá cuối cùng đưa ánh mắt về phía Lý Huyền. Trên mặt hắn có mặt nạ, căn bản không nhìn thấy bộ dáng, có điều tên này lợi hại như vậy, nếu ta nhận biết hắn, hẳn phải có ấn tượng mới đúng, mà tên này ta hoàn toàn không có ấn tượng gì. Lý Huyền nói,
Vậy kỳ quái. An Thiên Tá trầm ngâm nói. Cái gì kỳ quái? Lý Huyền biết An Thiên Tá nói như vậy hẳn có quan hệ với mình, lại hỏi. An Thiên Tá nhìn Lý Huyền và Nha Nhi nói, những người này biết rất nhiều thông tin về An gia chúng ta, hắn phải biết nhà chúng ta rất yêu thương Nha Nhi. Vừa rồi dưới tình huống đó, người tốt nhất hắn nên lựa chọn chính là Nha Nhi và ngươi, nhưng hắn không hề làm vậy. Ngược lại bỏ gần tìm xa, ép buộc hai sĩ quan khả năng chính hắn cũng không nhận ra, điều này hiển nhiên không đúng lẽ thường. Mọi người nghe xong, đều cảm thấy rất có đạo lý, loại tình huống vừa rồi, đổi thành bất luận người nào, cũng phải đem Nha Nhi thành mục tiêu đầu tiên mới đúng. Có thể hắn biết sự lợi hại của ta, lại thấy Nha Nhi bị ta che chở, không dám xuống tay với Nha Nhi. Lý Huyền cũng cảm thấy An Thiên Tá nói có đạo lý, suy nghĩ một chút nói. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, từ lúc bắt đầu đã không phải các ngươi, mà là Lữ Bất Thuận, về sau ngươi sử dụng lực lượng khủng cụ hóa. Hơn nữa việc ngươi tấn thăng khủng cụ cấp diễn ra bên Hoàng Tuyền Thành, trước đó bọn hắn không có khả năng biết, càng không thể lựa, chọn tránh ngươi từ ban đầu, tóm lại điều này ta vẫn chưa hiểu. An Thiên Tá lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, người này ta thật sự không biết. Lý Huyền mở tay ra nói, An Thiên Tá gật gật đầu, không nói gì nữa, cau mày trầm tư. Đốc quân, Văn Thiếu Gia cùng An phó quan bọn hắn đâu? Có cần phải đi tiếp ứng bọn hắn không? Lữ Bất Thuận hỏi. Không cần, cứ ở chỗ này chờ bọn hắn về đi. An Thiên Tá không trở lại Atula Đạo, thứ nhất sợ Tiêu quay lại, thứ hai hắn có lòng tin với Chu Văn. Bên trong Atula Đạo, thân thể Chu Văn như Thái Dương Thần chán phóng hào quang, hắn đã cùng Thái Cổ Nhân Hoàng hòa làm một thể, hơn nữa còn đang không ngừng thuế biến. Chu Văn tâm niệm vừa động, rơi trên đỉnh đầu Đại Phạm Thiên, thời điểm Atula lần nữa lao tới, quả đấm của Chu Văn nở rộ sinh mệnh hào quang, hướng về Atula oanh kích. Công kích Atula hoàn toàn bị Đại Phạm Thiên ngăn trở, một quyền này của Chu Văn thừa cơ oanh kích, khiến hắn căn bản không có chỗ né tránh, bị một quyền của Chu Văn đánh trúng lồng ngực. Atula như linh thể, không bị bất kỳ lực lượng nào gây thương kích, thời điểm bị nhất quyền của Chu Văn đánh trúng. Lại giống như băng tuyết gặp hỏa diễm, trên lồng ngực Atula bị hòa tan ra một hố lõm chừng quả đấm. Chương 1204, sống sót. Có hy vọng, trong lòng Chu Văn vui vẻ. Có điều hết sức đáng tiếc, hố lõm bị lực lượng cổ hoàng kinh đánh ra, rất nhanh lại khôi phục như cũ, cái này khiến Chu Văn hơi buồn rầu. Lực lượng Thái Cổ Nhân Hoàng giúp Chu Văn có được năng lực chữa trị, vô luận hắn đánh đối thủ thảm thế nào, phá hư nghiêm trọng đến mức nào, cuối cùng đều sẽ khôi phục. Bởi vì đặc tính này, có thể nói sử dụng lực lượng Thái Cổ Nhân Hoàng đánh người, kỳ thật đang cứu người. Chu Văn vốn cho rằng, trong thân thể Atula có dấu vết lực lượng tử vong, như vậy lực lượng của Thái Cổ Nhân Hoàng có thể phát huy được lực sát thương chân chính. Hiện tại xem ra, do Chu Văn nghĩ sai rồi. Chẳng lẽ lực lượng cổ hoàng kinh thật sự không có lực sát thương sao? Vấn đề này, thời điểm trước kia lúc Chu Văn bị nhốt, hắn đã từng suy nghĩ quá, tuy nhiên vẫn không thể nghĩ ra kết quả. Kỳ thật cổ hoàng kinh không phải không có lực sát thương, chẳng qua lĩnh ngộ và hướng tấn thăng của Chu Văn đã để cổ hoàng kinh theo khuynh hướng này. Từ đó ngưng tụ ra mệnh hồn cổ quái như Thái Cổ Nhân Hoàng. Chu Văn một bên suy tư một bên thực nghiệm, hắn thỉnh thoảng đánh ra một quyền, đánh về phía Atula, lực lượng cổ hoàng kinh càng ngày càng mạnh, khiến cả người Chu Văn tựa hồ hư hóa dần. Chẳng qua lực lượng cổ hoàng kinh vẫn như thế, không có đủ lực sát thương chân chính, tạo ra vết thương, chờ một lát sẽ khôi phục như cũ. Mà lực lượng thần thoại cấp cổ hoàng kinh cũng không có khả năng chân chính tổn thương Atula. Chu Văn một mực truy cầu sát thương, tuy nhiên phát hiện hoàn toàn ngược lại. Lực lượng cổ hoàng kinh chẳng những không khủng cụ hóa, ngược lại đang yếu đi, vết khắc bên trên vận mệnh chi luân càng ngày càng mờ. Hoàn toàn tỉnh ngộ, Chu Văn biết mình quá mức chấp nhất, có một số việc chung quy không thể cưỡng cầu. Từ bỏ dự định cưỡng ép cải biến đặc tính cổ hoàng kinh, Chu Văn bắt đầu từ đầu thôi diễn cổ hoàng kinh, đem tất cả suy nghĩ đăm chiêu của mình, tất cả lĩnh ngộ khắc họa lên trên vận mệnh chi luân. Bên trong máu và lửa đản sinh hoàng giả, dẫn đầu nhân tộc nghịch thiên cầu sinh, tìm kiếm sinh chân lý. Đây chính là lý giải trước kia của Chu Văn đối với cổ hoàng kinh, thế nhưng trong hơn trăm năm vây khốn, khiến Chu Văn càng lý giải nhiều hơn đối với cổ hoàng kinh. Coi như Chu Văn không cố ý suy nghĩ vấn đề này, thế nhưng bên trong thời gian cầm tù, hắn không thể tránh khỏi nghĩ đến vấn đề này. Cuối cùng cái gì mới là sinh?
Trước kia Chu Văn cảm thấy miễn còn sống là sinh. Nhưng trải qua trăm năm bị cầm tù về sau, Chu Văn phát hiện cái gọi là sinh không đơn giản chỉ là sống. Vui vẻ là sống sót, bi thiết cũng là sống sót. Hành tẩu thiên hạ, ngắm nhìn phong cảnh thế gia cũng là sống sót, người thực vật nằm trên giường cũng coi là sống sót. Sống sót có rất nhiều loại, một vạn người có một vạn phương thức sống, nhưng rốt cuộc loại sống sót nào có ý nghĩa? Người khác nhau có đáp án khác nhau, thời điểm ngươi cùng cực nhàm chán, đều nghĩ đến vấn đề này. Lúc ấy Chu Văn thỉnh thoảng nghĩ đến loại ý nghĩ này, cũng nghiêm túc suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng vẫn không đạt được đáp án cuối cùng. Theo Chu Văn, không có phương thức sống nào ưu việt, có vài người nằm một chỗ phơi nắng, ăn củ lạc uống chai bia liền rất hạnh phúc. Có vài người trả giá hết thảy liều mạng nỗ lực, chỉ có thu hoạch được thành tựu và địa vị càng cao mới có thể cảm giác được hạnh phúc. Trên thực tế không có đúng sai, chỉ cần để bản thân cảm thấy hạnh phúc, vậy tất cả đều là sống sót. Loại lý giải này vẫn không giúp cổ hoàng kinh tấn thăng khủng cụ cấp, cho nên Chu Văn biết bản thân mình vẫn chưa thể nắm lấy hạch tâm then chốt. Cổ hoàng kinh theo đuổi sinh, rốt cuộc là loại sinh nào? Trường sinh sao? Trong lòng Chu Văn suy tư, tuy nhiên cảm thấy đó không phải đáp án. Luyện khí sĩ theo đuổi trường sinh bất lão, cổ hoàng lại không, từ khi mới bắt đầu, cổ hoàng chỉ cầu sinh tồn. Nếu như sinh tồn điều kiện đã thỏa mãn, như vậy tiếp theo nên làm cái gì? Chu Văn dự định thay đổi góc độ khác để suy nghĩ vấn đề. Đám người A Sinh nhìn Chu Văn và Atula đại chiến, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy Atula và Đại Phạm Thiên khủng cụ hóa, tuy nhiên lại có thể thấy sóng xung kích kinh khủng do Đại Phạm Thiên và Atula chiến đấu. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Văn lơ lửng giữa không trung, phần lớn thời gian đều đang tự hỏi. Chỉ tình cờ mới oanh ra một quyền, nhưng mặc dù hắn chẳng qua đứng nơi đó bất động, Atula khủng cụ hóa vẫn không thể đả thương hắn chút nào, sóng xung kích kinh khủng chấn vỡ tất cả phụ cận. Phu nhân, thực lực Văn thiếu gia chỉ sợ không dưới đốc quân. Một sĩ quan được cứu ra nói với Âu Dương Lam. Con của ta, đương nhiên không kém. Âu Dương Lam nói rất đương nhiên. A Sinh cũng đứng một bên gật đầu nói, Văn thiếu gia thiên phú tuyệt hảo, thành tựu tương lai tuyệt đối không chỉ thế này. Về sau Lạc Dương có đốc quân cùng Văn thiếu gia tọa chấn, nhất định vững như bàn thạch. Mấy sĩ quan khác nghe xong, trong lòng cảm giác hơi dị dạng. Cái gọi một núi không thể chứa hai hổ, trước kia bọn hắn cảm thấy, bất luận thiên tài gì trước mặt An Thiên Tá chỉ là đệ đệ, có chủ có phụ, tự nhiên không cần lo lắng cục diện nhị hổ tương tranh. Nhưng năng lực Chu Văn biểu hiện ra, lại khiến bọn họ sinh ra một chút lo lắng, vạn nhất đốc quân đại nhân không áp chế nổi Chu Văn. Không biết tương lai có một ngày, Lạc Dương có thể biến thành cục diện nhị hổ tương tranh không? Từ xưa đến nay, hiện thực tàn khốc nói cho bọn hắn biết, loại chuyện này quá phổ biến, bọn hắn tự nhiên không thể không lo lắng. Nhưng Âu Dương Lam và A Sinh không băn khoăn như vậy, bởi vì bọn hắn biết Chu Văn không nhỏ mọn đến vậy, ít nhất Lạc Dương không đủ chứa nổi hắn. Lúc này hào quang trên người Chu Văn không tiếp tục mạnh lên, ngược lại dần dần ảm đạm xuống. Thái cổ nhân hoàng vẫn dung hợp với hắn, thế nhưng ánh sáng như thái dương kia càng ngày càng thu lại, phảng phất Chu Văn đang từ một vị thần biến thành một phàm nhân. Nhưng khí thế trên người Chu Văn lại không vì vậy mà sa sút, ngược lại khí thế trên người hắn càng ngày càng mạnh. 1.000 người có 1.000 phương thức sinh tồn, dùng trí tuệ của ta, còn không cách nào phân biệt loại phương thức sinh tồn nào mới thật sự chính xác, có điều ta có thể xác định, ta muốn sống sót. Thời điểm ta mới 5 tuổi, ta muốn mua một con rối bình thường, đó là niềm vui lớn nhất khi đó của ta, nhưng khi đó ta không thể làm được, cho nên khi đó ta lựa chọn từ bỏ con rối. Đến bây giờ, ta có thể mua 1.000 một vạn con rối, dễ như trở bàn tay, nhưng phần vui sướng này, loại khát vọng ngày đó vĩnh viễn không thể mua được. Chu Văn nắm mắt lại, chuyện cũ như bộ phim hiển hiện trong đầu hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1205, AV. Quá khứ mỗi một lần thỏa hiệp, mỗi một lần nhượng bộ, mỗi một lần nhẫn nại, bây giờ lại quay đầu nhìn lại, lại phát hiện những lý do thỏa hiệp, nhượng bộ, nhẫn nại thật sự nhỏ bé, hài hước cỡ nào. Đời người rất dài, tuy nhiên sẽ không quay lại. Vô luận hôm nay suy nghĩ theo đuổi đồ vật gì, chỉ mỗi hôm nay làm được, nó mới có ý nghĩa, bỏ qua hôm nay, về sau lại có vô số ngày mai,
sẽ mãi mãi không thỏa mãn cái hôm nay nữa. Hào quang trên người Chu Văn đã hoàn toàn biến mất, thoạt nhìn tựa hồ không còn quầng sáng thần chỉ hoàng giả kia nữa, nhưng trên người hắn lại xuất hiện loại khí thế khó nói thành lời. Có lẽ hết sức nhỏ bé, có lẽ hết sức hài hước, nhưng hôm nay ta chỉ muốn làm những sự tình nhỏ bé buồn cười kia, ta chỉ sống hôm nay mà không sống cho ngày mai. Ánh mắt Chu Văn dần dần kiên định, thái cổ nhân hoàng trong cơ thể sinh ra cộng minh kỳ dị. Bên trên vận mệnh chi luân, vết khắc thuộc về cổ hoàng kinh, hào quang càng ngày càng sáng chói, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ không gian của vận mệnh chi luân, nhưng trên thân Chu Văn lại không có bất cứ tia ánh sáng nào mà mắt thường có thể nhìn thấy. Thân thể Chu Văn không biến mất, A Sinh và đám người còn lại đều có thể thấy hắn, nhưng Chu Văn lại biết rõ, cổ hoàng kinh đã hoàn toàn khủng cụ hóa. Lực lượng khủng cụ hóa không để cho người ta nhìn thấy, hoặc nói cách khác, nguyên bản lực lượng khủng cụ hóa vốn không phải thứ nhân loại có thể nhìn thấy. Nếu như nói trước kia Chu Văn chẳng qua hiểu rõ bên ngoài của cổ hoàng kinh, như vậy hiện tại hắn đã nắm được tinh thần của cổ hoàng kinh. Atula lần nữa chém tới một đao, Chu Văn lần này không để cho Đại Phạm Thiên ngăn cản hắn, thậm chí trực tiếp thu hồi Đại Phạm Thiên, mặc cho Atula phóng tới hắn. Tula đao quỷ dị, mang theo ma khí ngập trời, chẳng qua trong mắt của Chu Văn, lúc này Atula đã không còn sự dữ tợn và đáng sợ nữa rồi, thậm chí có thể nói nó thú vị. Khi tâm linh không còn kinh khủng nữa, như vậy thế gian không còn kinh khủng nữa. Cho dù đối mặt với tử vong, kinh khủng chỉ thoáng qua mà thôi. Tula đao chém trước mặt Chu Văn trong tích tắc, cuối cùng Chu Văn động, hắn đưa tay chộp tới Tula đao, bàn tay máu thịt bắt lấy lưỡi Tula đao. Lưỡi đao sắc bén cắt vào bên trong lòng bàn tay hắn, máu tươi chảy ra, xâm nhiễm lưỡi đao, Tula đao khủng cụ hóa kia lại mất đi lực lượng khủng cụ hóa, dần dần hiện lên trong mắt đám người A Sinh. Không chỉ Tula đao, Atula nắm Tula đao, cũng từ trạng thái khủng cụ hóa chậm rãi lui ra, làm cho tất cả mọi người đủ nhìn thấy sự tồn tại của nó. Mất đi lực lượng khủng cụ hóa, mặc dù Atula vẫn là khủng cụ cấp, thế nhưng các phương diện thuộc tính đều giảm sâu, kém xa lúc trước. Răng rắc, bàn tay Chu Văn mạnh mẽ bẻ gãy Tula đao, thuận thế dùng một quyền đánh lên thân Atula. Atula mạnh mẽ bị một quyền của Chu Văn đánh bay ra ngoài, lồng ngực bạo liệt, thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, đâm vào tế đàn, thân thể chia năm xẻ bảy, xương máu vỡ tung đầy đất. Đám người Âu Dương Lam hơi giật mình nhìn Chu Văn, mặc dù hắn không mang thần quang vạn trượng, nhưng dáng người kia ngược lại càng khiến người ta rung động tâm linh. Vĩ nhân nói không sai, tất cả yêu ma quỷ quái đều là hổ giấy, không chịu nổi một kích. Chu Văn khẽ than thu hồi nắm đấm. Nhưng một giây sau, Tula bị một quyền của Chu Văn oanh bạo, dưới tác dụng của cổ hoàng kinh, trong nháy mắt lần nữa khôi phục lại, ngưng tụ lại thân thể, trên thân không để lại bất kỳ vết thương nào. Ta đi. Chu Văn kém chút lảo đảo từ không trung ngã xuống, làm lâu như vậy, lực lượng cổ hoàng kinh vẫn chưa đủ chân chính đả thương người, hắn kém chút quên mất việc này. Nhìn Atula lần nữa lao đến, Chu Văn buồn bực muối ói ra máu. Nơi nào đó trên thân nóng lên, ma anh tự mình vọt ra, trong ngực ôm ma kiếm tự động ra khỏi vỏ, trong chốc lát xuyên qua thân thể Atula. Một giây sau, ma khí trên người Atula bị ma kiếm điên cuồng thôn phệ, trong chớp mắt bị nuốt sạch sành xanh, chỉ còn một khối kỹ năng kết tinh và một khối thuộc tính kết tinh rơi xuống. Ma kiếm thôn phệ Atula về sau, bay một vòng, về trong ngực ma anh, sau đó ma anh lại tự động trở về trên thân hắn, biến thành hình xăm. Tình huống như thế nào? Thế này đã xong rồi sao? Chu Văn hơi ngẩn ra. Hắn hành hạ nửa ngày, kết quả bị ma anh một kiếm giết chết, khác biệt hoàn toàn với mong muốn của hắn. Xong rồi, Văn thiếu gia, chúng ta về đi. A Sinh chạy tới, nhặt khối kỹ năng và thuộc tính kết tinh lên, đưa tới cho Chu Văn. Khụ khụ, tốt, vậy chúng ta trở về đi. Chu Văn ho nhẹ một tiếng, nhận kỹ năng kết tinh cùng thuộc tính kết tinh. Lam tỷ, các ngươi làm thế nào thông qua cầu Nại Hà và Hoàng Tuyền Thành? Trên đường trở về, Chu Văn thắc mắc nghi ngờ trong lòng. Không nhận một lần hình phạt bên trong Hoàng Tuyền Thành, không có khả năng đi vào cầu Nại Hà, không thể lưu danh bên trên Tam Sinh Thạch, không thể giữ lại trí nhớ tiến vào lục đạo luân hồi. Nếu nói trong đám người Âu Dương Lam, có một hai người đặc thù, có thể đi tới, việc này còn dễ hiểu, nhưng nói tất cả bọn hắn đều đặc thù, Chu Văn lại không thể nào tin. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta bị bọn hắn bức tiến Hoàng Tuyền Thành về sau, chúng ta bị bọn hắn đánh ngất xỉu,
chờ khi tỉnh lại đã bị trói lên trên tế đàn. Âu Dương Lam nói, cho nên việc tiến vào Atula đạo không phải lựa chọn của ngươi. Vẻ mặt Chu Văn trở nên ngưng trọng. Đám người Tiêu, ngay cả việc đoán được con đường An Thiên Tá lựa chọn, có thể đủ phán đoán chính xác như vậy. Không nói ngoa, bọn hắn đã hiểu rõ An gia như lòng bàn tay, địch nhân như vậy, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Trên đường trở về, Chu Văn nhìn trộm điện thoại thần bí, thấy cổ hoàng kinh đã ngưng tụ ra trạng thái khủng cụ hóa. Nhân hoàng, khủng cụ hóa, S-cấp. Rất đơn giản, hai chữ thái cổ trước kia đã biến mất. Yêu thần thể, thái thượng khai thiên kinh, ma thần kỷ, điểm vũ trụ, đại phạm thiên, kiếm hoàn, nhân hoàng. Còn mỗi hỗn độn đản và sát lục giả còn chưa khủng cụ hóa, như vậy con đường tấn thăng khủng cụ cấp của ta không còn xa nữa. Trong lòng Chu Văn âm thầm tính toán, rời khỏi cầu Nại Hà về sau, thấy An Thiên Tá ngồi ở chỗ đó, đang có sĩ quan trị liệu cánh tay cụt của hắn, có điều thoạt nhìn không đem lại hiệu quả nhiều. Tái sinh bộ phận đối với người bình thường mà nói không phải dễ dàng, nhưng đối với An Thiên Tá, bên cạnh hắn có đủ loại kỳ nhân dị sĩ. Không ít người có được năng lực chữa trị, muốn tái sinh bộ phận bị gãy mất cũng không phải việc khó gì. Nhưng lực lượng như vậy dùng trên thân An Thiên Tá, thoạt nhìn không đem lại hiệu quả gì, mặc dù vết thương đã khép lại, tuy nhiên vẫn chưa đủ để cánh tay cụt hắn mọc lại. Văn thiếu gia, không phải ngươi có năng lực chữa trị sao? Bằng không, người giúp đốc quân trị liệu một chút. A Sinh đem cánh tay cụt của An Thiên Tá giao cho Chu Văn. Không cần. Chu Văn còn chưa mở lời, An Thiên Tá đã nói thẳng, ngữ khí rất kiên định, hoàn toàn không có ý khách khí. Chương 1206, trị thương. Tiểu Tá, ngươi khách khí cái gì, đều là người trong nhà. Âu Dương Lam nói xong, lấy cái tay cụt trong tay A Sinh, trực tiếp nhét vào trong tay Chu Văn, tiếp tục nói, Tiểu Văn, ngươi đừng để ý đến hắn, có bệnh phải trị, nào có chuyện có bệnh không cho bác sĩ xem bệnh, nhanh trị cho hắn. Nói xong, Âu Dương Lam còn nháy mắt Chu Văn một cái. Chu Văn nhất thời không hiểu được, cái chớp mắt này của Âu Dương Lam có ý gì. Những người khác nghe Âu Dương Lam gọi An Thiên Tá là Tiểu Tá, vẻ mặt trở nên cổ quái, tuy nhiên lại không dám lên tiếng. Ta đã nói không cần. An Thiên Tá đứng dậy muốn đi, hắn hiểu rất rõ Âu Dương Lam. Tuy nhiên đã muộn, Âu Dương Lam đã đè bả vai An Thiên Tá xuống. An Thiên Tá không dám dùng sức hất Âu Dương Lam ra, đành phải nói, một cái tay mà thôi, không có gì lớn, không cần trị. Tiểu Văn, ta đã quyết định, không cần để ý hắn, nhanh trị liệu cho hắn, ta thấy năng lực trị thương của ngươi rất tốt, cứ như vậy trị liệu cho Tiểu Tá của ta đi. Âu Dương Lam không để ý tới An Thiên Tá, chẳng qua nói với Chu Văn. Chu Văn nghe lời Âu Dương Lam, lập tức phản ứng. Âu Dương Lam nói đến trị thương, chính là thời điểm hắn đánh Atula. Nghe ý của nàng, để cho ta thừa cơ đánh An Thiên Tá. Chu Văn cầm cánh tay cụt, nhìn An Thiên Tá, hiểu rõ ý của Âu Dương Lam. Nguyên bản Chu Văn cảm thấy, coi như hắn muốn đánh An Thiên Tá, cũng phải đường đường chính chính đánh, không cần dùng thủ đoạn như vậy. Nhưng nghĩ lại, ta đây không phải đánh người, mà ta đây chữa bệnh. Nghe như vậy, Chu Văn lập tức không do dự nữa, trực tiếp cầm cánh tay cụt đi tới trước mặt An Thiên Tá. Mẹ, ta rất khỏe, không cần trị thương. An Thiên Tá muốn thuyết phục Âu Dương Lam, nhưng hoàn toàn vô dụng. An Đốc Quân, ngươi nhịn một chút, trị thương hơi đau một chút, rất nhanh sẽ khỏi. Chu Văn nói xong, trực tiếp nện một quyền tới, đập vào mặt An Thiên Tá. Tất cả mọi người sợ ngây người, đây chính là An Thiên Tá, An Đốc Quân, chiến thần Lạc Dương. Bản thân An Thiên Tá cũng ngẩn người, hắn căn, bản không ngờ Chu Văn đột nhiên đánh hắn, chưa kịp phản ứng. Tiêu ta, đây là cách trị thương, đừng nhúc nhích. Chờ An Thiên Tá kịp phản ứng, thời điểm muốn đứng lên, lại bị Âu Dương Lam dùng sức ấn bả vai xuống. Trong lòng Chu Văn cảm giác sảng khoái, mặc kệ nhiều như vậy, tốc độ cao ra quyền, nắm đấm giống như mưa sa. Liên tục nện trên mặt và chỗ cụt tay của An Thiên Tá, đem khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia của An Thiên Tá đập lõm xuống. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Chu Văn đã chết vạn lần, nếu không phải Âu Dương Lam giữ lấy hắn, chỉ sợ hắn đã sớm trở mặt. An Thiên Tá đã nhìn ra, Chu Văn đây không phải trị thương, rõ ràng lấy việc công báo tư thủ. Bành! Một quyền cuối cùng của Chu Văn nện trên mũi của An Thiên Tá, sống mũi cao trực tiếp bị đập xuống. Thấy An Thiên Tá đã không kìm nén được, Chu Văn lui lại hai bước,
tự lẩm bẩm, xem ra đã ổn thỏa. Nói xong, Chu Văn cầm cánh tay cụt, trực tiếp đánh vỡ ném về phía thân An Thiên Tá. Cánh tay cụt vỡ trực tiếp tự động nối lại với thân thể An Thiên Tá. Trong chốc lát, cánh tay cụt của An Thiên Tá khôi phục như ban đầu, khuôn mặt bị Chu Văn đánh lõm xuống cũng khôi phục như cũ, vết thương lưu lại do chiến đấu với Tiêu hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Văn trị thương thật tốt, An Thiên Tá đã khỏi hẳn, tất cả đều là người một nhà, không cần cảm ơn. Âu Dương Lam thấy vẻ mặt An Thiên Tá lạnh như băng, không dám đùa giỡn hắn nữa, vội vàng buông tay, lôi kéo Chu Văn đi ra ngoài. Hôm nay thời tiết không tệ, A Sinh, ngươi thấy ta nói đúng hay không? Phu nhân nói đúng lắm, thời tiết hôm nay cực tốt, mọi người có muốn trở về làm bữa cơm ngon không? A Sinh vội vàng đi theo Âu Dương Lam, không dám ở lại đối mặt với An Thiên Tá đang cực kỳ phẫn nộ. A Sinh vẫn hiểu ta nhất, tiểu ta cũng không hiểu ta. Âu Dương Lam một bên đi một bên nói, căn bản không ngừng. Đoàn người rời khỏi Hoàng Tuyền Thành, trên đường trở lại Lạc Dương. Khối thuộc tính kết tinh do Atula lưu lại là một khối thể phách kết tinh 96 điểm. Chu Văn hấp thu về sau, thuộc tính thể phách chỉ tới 81 điểm, không có khả năng đột phá. Một khối kỹ năng kết tinh tên là Atula ghê tởm, đó là một khối khủng cụ cấp kỹ năng kết tinh. Yêu cầu thuộc tính thể phách 81 điểm, hơn nữa nhất định phải tu luyện nguyên khí quyết ma hệ với vận mệnh chi luân ma hệ. Chu Văn suy nghĩ một chút, thấy hình như mình không tu luyện nguyên khí quyết ma hệ nào, thử một cái, quả nhiên vô phương hấp thu, đành phải tạm thời lưu lại. Có nên đả thông phó bản Hoàng Tuyền Thành trong game không nhỉ? Chu Văn rất hứng thú đối với sinh vật bên trong lục đạo, nơi đó có rất nhiều thần thoại dị thứ nguyên sinh vật. Còn có khủng cụ cấp dị thứ nguyên sinh vật, tóm lại là nơi thu hoạch tài nguyên cực kỳ tốt. Không nói những cái khác, riêng mộng hình phòng cuối cùng thôi, muốn thông qua không phải chuyện dễ. Chu Văn không có năng lực siêu trí não tương tự như Lý Huyền, muốn vào bên trong mộng hình phòng chịu 1000 năm hình phạt. Ngay cả một người có ý chí kiên định như Chu Văn cũng không nhịn được dùng mình một cái. Trở lại Lạc Dương về sau, An Gia bắt đầu nghiên cứu phương pháp làm thế nào tiến vào Thánh Địa. Ít nhất phải làm thế nào cho nhân loại đã tấn thăng khủng cụ cấp tiến vào Thánh Địa, bằng không tiến vào chẳng khác nào chịu chết vô ích. Lam tỷ, ngươi biết bọn hắn rốt cuộc muốn lấy đồ vật gì từ lão hiệu trưởng không? Thời điểm không có ai khác, Chu Văn âm thầm hỏi thăm Âu Dương La. Âu Dương Lam khẽ lắc đầu, ta cũng không biết nó là cái gì. Từ những lời bọn hắn nói trước kia, ta có suy đoán đồ vật kia khả năng cao chính là thứ phụ thân ta lấy từ Trắc Lộc. Chu Văn nhỏ giọng nói, có khả năng là phối sủng tóc bạc bên trong cửa hàng Tần Tây Nguyên không? Âu Dương Lam hơi ngẩn ra, tại sao ngươi có ý nghĩ như vậy? Nói như vậy, phối sủng không cách nào giao dịch, thứ bọn hắn muốn tìm, khả năng là phối sủng không cao. Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy Âu Dương Lam nói không sai, bọn hắn muốn tìm phối sủng. Hẳn là phối sủng mạnh nhất bên trong địa cầu, phối sủng tóc bạc nhìn thế nào cũng không giống phối sủng mạnh nhất bên trong địa cầu. Thứ bọn hắn muốn tìm, khẳng định có quan hệ với phối sủng mạnh nhất địa cầu, nhưng rốt cuộc đó là cái gì đây? Lão hiệu trưởng rốt cuộc lấy cái gì từ Trác Lộc? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chưa ra đầu mối. Tại sao ngươi lại nghĩ đến phối sủng tóc bạc kia? Âu Dương Lam là hạng người tinh tế kiểu gì, nghe Chu Văn hỏi như vậy, đã cảm thấy trong đó có vấn đề. Chu Văn đem sự tình mật mã nói một lần, Âu Dương Lam là nữ nhi của lão hiệu trưởng, nàng hẳn hiểu rõ lão hiệu trưởng hơn hắn mới đúng. Lại có chuyện này, ngươi xác định mật mã kia do phu thân ta đưa cho ngươi sao? Sau khi nghe xong, Âu Dương Lam hết sức kinh ngạc nói, không xác định. Chu Văn lắc đầu, hắn xác thực không có cách nào xác định. Chuyện này cổ quái, mà bản thân phối sủng tóc bạc kia cũng có vấn đề, ngươi không tùy tiện mở nó ra là đúng. Âu Dương Lam trầm ngâm đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Phu nhân, khối ma phương lại mở ra. Thanh âm A Sinh từ bên ngoài truyền đến. Các bạn đang nghe chuyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1207, Ma Phương lại mở. Lúc này tại sao Ma Phương mở ra? Âu Dương Lam và Chu Văn đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Từ ngày Nhân Hoàng Trảm Đế Thiên về sau, Ma Phương chi chiến đã lâu không mở ra, bởi vì cố kỵ sự tồn tại của Nhân Hoàng, dị thứ nguyên không dám tùy ý mở ra Ma Phương chi chiến.
mở điện thoại xem trực tiếp, quả nhiên thấy các nơi trên liên bang đều đưa tin mà. Phương lần nữa mở ra. Chẳng qua lần này, ma phương mở ra, khác biệt với hai lần ma phương chi chiến trước, lần này chưa xuất hiện bảng xếp hạng, bên trên ma phương đều xuất hiện một hình ảnh. Đó là một tinh cầu màu đỏ, đại bộ phận đều là dãy núi nham thạch cứng rắn, mặt ngoài tinh cầu có vài chỗ dòng dung nham nóng chảy, hơi nóng như bóp méo không gian, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Đây là Kim Tinh. Âu Dương Lam nhìn trong chốc lát, đã nhận ra tinh cầu bên trong, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía A Sinh. A Sinh vội vàng nói, đúng vậy phu nhân, rất nhiều chuyên gia thiên văn đều xác định. Hình ảnh trên tinh cầu kia là Kim Tinh không hề nghi ngờ, chẳng qua đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng, lại hiện ra hình ảnh Kim Tinh. Dừng một chút, A Sinh vừa chỉ một góc hình ảnh nói, nơi này có một đồng hồ đếm ngược 72 giờ, trước mắt còn chưa biết nó có tác dụng gì, các phương đều đang suy đoán. Chúng ta đi ma phương xem một chút đi, xem trực tiếp qua điện thoại, đồ vật có thể nhìn thấy quá ít. Âu Dương Lam vừa đi vừa nói với Chu Văn, từ vị trí của địa cầu, Kim Tinh gần với mặt trăng. Thời cổ đại Kim Tinh có tên là Ái Bạch, Khải Minh, Thái Bạch Kim Tinh các loại xưng hô, tại Tây Khu có tên gọi là Venus. Hiện tại nó đột nhiên xuất hiện bên trong ma phương, cũng không biết đây là phúc hay họa. Từ khi ma phương xuất hiện đến nay, đều không có chuyện tốt đẹp gì xuất hiện. Chu Văn bất đắc dĩ nói. Âu Dương Lam lại hỏi A Sinh, có người thử lợi dụng ma phương tiến vào bảng xếp hạng không? Đã có người thử, nhưng không cách nào tiếp vào bảng xếp hạng. A Sinh trả lời, không thể tiến vào bảng xếp hạng. Những tên dị thứ nguyên kia lại muốn giở trò quỷ gì? Lông mày Âu Dương Lam nhíu chặt hơn. Thời điểm đám người Chu Văn chạy tới ma phương, An Tĩnh và An Thiên Tá đã đứng nơi đó, thấy Chu Văn đi theo Âu Dương Lam tới. Tầm mắt An Thiên Tá và Chu Văn giao nhau không đến một giây, lập tức chuyển hướng sang bên khác, không nhìn Chu Văn nữa. Tiểu Chu, lại gặp mặt. Tần Vũ Phu cũng ở đây, cười với Chu Văn. Tần Đốc Thống, hiện tại đây rốt cuộc tình huống gì? Chu Văn không nguyện ý hỏi An Thiên Tá, vừa vặn hỏi thăm Tần Vũ Phu. Tần Vũ Phu giới thiệu nói, ma phương xuất hiện từ bắt đầu buổi sáng đến nay, các phương của liên bang đều tích cực thăm dò, nhưng trên ma phương lại không có bất kỳ động tĩnh nào, tức không thể tiến vào bảng xếp hạng, cũng chưa từng xuất hiện cách đấu tràng, chỉ có hình ảnh Kim Tinh và đồng hồ đếm ngược. Bọn hắn không phải muốn Kim Tinh dùng như cách đấu tràng ư? Chu Văn hỏi. Tần Vũ Phu nói, rất nhiều người đều nghĩ vậy, mặt ngoài Kim Tinh có hàng loại nham thạch, mà nhiệt độ mặt đất cực cao, hàm lượng CO2 trong không khí vượt qua 97%, thường xuyên sẽ có mưa axit sulfuric xuất hiện. Chu Văn chăm chú nghe Tần Vũ Phu giới thiệu, hắn không hiểu biết nhiều đối với Kim Tinh, nghe nói mặt ngoài Kim Tinh có nhiệt độ lên tới 500 độ trở lên, coi như tồn tại thần thoại cấp, muốn lưu lại lâu dài bên trên Kim Tinh là chuyện phi thường khó khăn. Mà hiện tại dùng kỹ thuật hàng không vũ trụ, muốn tới Kim Tinh cũng không dễ dàng, nhưng có một chút loại năng lực truyền tống, có thể nhanh chóng truyền tống đến Kim Tinh. Có điều năng lực truyền tống tinh tế không nhiều, thậm chí có thể nó là cực kỳ hiếm gặp, coi như toàn bộ liên bang chỉ tính trên đầu ngón tay. Chu Văn nhìn xuyên qua ma phương quan sát tỉ mỉ Kim Tinh, đồng thời sử dụng lực lượng đại phạm thiên, cường hóa thị lực của mình, muốn nhìn ra chút gì đó. Xem trong chốc lát, vẻ mặt Chu Văn dần dần trở nên ngưng trọng. Tiểu Văn, có phải ngươi vừa phát hiện ra cái gì rồi? Âu Dương Lam chú ý sắc mặt của Chu Văn không đúng, thế là hỏi. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Chu Văn, Chu Văn trầm ngâm một lát nói, bên trong nham tương kia, hình như có một hư ảnh đang từ từ hiển hiện. Có điều tầm mắt của ta chỉ có thể nhìn thấy một hư ảnh, vẫn chưa thể nhìn ra đó rốt cuộc là cái gì. Nghe kiểu nói này của Chu Văn, đám người An Thiên Tá đều nhìn về hình ảnh Kim Tinh bên trong ma phương, nhưng kết quả lại không nhìn thấy gì. Trong lòng A Sinh hơi động, nhìn về phía Chu Văn hỏi, Văn thiếu gia, ngươi nhìn đồng hồ đếm ngược kia, có phải thời gian hư ảnh kia trồi lên? Rất có thể, nhưng cũng không cách nào xác định, quan sát hình ảnh trên ma phương, khoảng cách quá xa, mà dung nham cũng cản trở thị lực của ta, cho nên ta chỉ nhìn được rất ít đồ vật. Chu Văn nói, trong lòng mọi người đều hơi nặng nề, dị thứ nguyên lại để ma phương xuất hiện, hơn nữa lại bên trong ma phương lại truyền tới hình ảnh Kim Tinh. Đám người Chu Văn không biết đám gia hỏa dị thứ nguyên kia có ý gì, nhưng tuyệt đối không hảo tâm gì. Bởi hiện tại không đoán ra được cái gì, mọi người chỉ có thể chờ đợi thời gian trôi qua, chờ hư ảnh Chu Văn nói nổi lên. Lạc Dương đã tiến nhập tình trạng phòng về cấp 1,
dân chúng có thể chuyển vào dị thứ nguyên lĩnh vực, vạn nhất bên trên kim tinh thật có sinh vật khủng bố xuất hiện. Dùng khoảng cách từ kim tinh đến địa cầu mà nói, muốn đến địa cầu trong thời gian ngắn không phải việc khó. Thời điểm Chu Văn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được có người hô to, có người, bên trên kim tinh có người. Đám người Chu Văn đang tán gẫu vội vàng chuyển hướng, nhìn về phía ma phương, hình ảnh vẫn là cảnh tượng bên trên kim tinh. Có điều trong hình ảnh, xuất hiện một sinh vật hình người, trôi nổi phía trên kim tinh, đang ngó chừng dung nham, tựa hồ đang quan sát cái gì. Nhìn kỹ một hồi, Chu Văn liền xác định sinh vật kia tuyệt đối không phải nhân loại, mặc dù thân hình sinh vật kia rất giống nhân loại, nhưng toàn thân như hoàng kim, không phải mặc áo giáp, mà thân hình của hắn hoàn toàn như hoàng kim điêu khắc thành. Thời điểm đám người Chu Văn đang quan sát, không biết tại sao sinh vật kia lại đâm đầu vào bên trong nham tương, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Người khác chỉ thấy sinh vật kia chui vào bên trong nham tương, nhưng Chu Văn đại khái nhìn ra, hắn đi về hướng hư ảnh kia. Hoàng Kim Nhân tiến vào bên trong nham tương về sau, không ra ngoài, chờ đúng một giờ đồng hồ, vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Một lát sau, lại một đầu cự long trong truyền thuyết Tây Khu hoành hành bay qua, cũng đến bên cạnh dung nham, giống Hoàng Kim Nhân kia, nó rất nhanh tiến vào bên trong nham tương. Chu Văn đột nhiên cảm thấy, hư ảnh kia khả năng không phải sinh vật, ngược lại như một bảo vật nào đó mà hai gia hỏa vừa xuất hiện. Mặc dù không khủng cụ hóa, có điều có thể nhẹ nhàng tiến vào bên trong nham tương như vậy, 8-9 phần 10 là khủng cụ cấp. Coi như IQ không cao, khủng cụ cấp sinh vật cũng không thể nào tự mình chịu chết. Có nên đi xem không nhỉ? Chu Văn tâm hơi động, điểm vũ trụ có năng lực truyền tống tinh tế, hắn muốn đến kim tinh rất đơn giản. Chương 1208, sinh dục thành công. Nguyên bản Chu Văn còn lo lắng đây là âm mưu của dị thứ nguyên, khả năng muốn dụ hắn tới. Nhưng rất nhanh, Chu Văn liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì hắn thấy bên trong ma phương xuất hiện hình ảnh của Nguyệt Độc. Có điều Nguyệt Độc không trạng thái khủng cụ hóa đến nơi đó, người bình thường căn bản không nhìn thấy nàng, thời điểm Chu Văn thấy Nguyệt Độc đến, kém chút kêu thành tiếng. Thế nhưng Nguyệt Độc không tiến vào bên trong nham tương, nàng chẳng qua đứng bên cạnh dung nham nhìn trong chốc lát, sau đó xoay người đi, biến mất không thấy. Trong vòng mấy canh giờ tiếp theo, Chu Văn lại thấy được hai sinh vật kỳ lạ xuất hiện, một là một hắc dực thiên sứ, hai là tử thần khô lâu. Bọn hắn tuần tự đi tới phụ cận dung nham, có điều đều giống như Nguyệt Độc, bọn hắn rất nhanh rời đi. Trước đó Hoàng Kim Nhân và Cự Long tiến vào bên trong nham thạch, không bao lâu đều tuần tự rời khỏi nham tương, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này trong lòng Chu Văn vô cùng hiếu kỳ, muốn biết bên trong nham tương kia rốt cuộc có đồ vật gì, lại có thể hấp dẫn nhiều sinh vật cường đại như vậy, ngay cả thiên tai cấp Nguyệt Độc cũng đến đây. Mặc dù hiếu kỳ muốn chết, có điều Chu Văn vẫn nhịn được, tiếp tục ở trong nhà chơi game cày quái, may mắn cày được một quả trứng phối sủng yêu huyết chân long. Hiện tại Chu Văn đã có 8 đầu yêu huyết chân long, chỉ còn lại đầu vô tự yêu huyết chân long kia vẫn chưa tới tay. Đinh. Thời điểm Chu Văn đang cày phó bản Đan Lô Sơn, đột nhiên nghe được tiếng nhắc nhở từ điện thoại thần bí, sau đó một tin nhắn nhảy ra ngoài. Hàm Quang Kiếm cùng Tiêu Luyện Kiếm sinh dục thành công, thu hoạch được một viên trứng phối sủng. Chu Văn hơi ngẩn người, sau đó mới phản ứng được, thời gian bất trí bất giác trôi qua 36 ngày, Hàm Quang Kiếm cùng Tiêu Luyện Kiếm đã sinh ra một quả trứng phối sủng. Vội vàng mở ra giao diện công năng sinh dục, quả nhiên phát hiện ra một quả trứng phối sủng. Viên trứng phối sủng kia có điểm bất đồng với Tiêu Luyện Kiếm và Hàm Quang Kiếm, tức nó không hoàn toàn trong suốt, cũng không giống như Tiêu Luyện Kiếm dạng khí, ngược lại giống như cái bóng, chỉ có ảnh mà không hữu hình. Không phải cái này là thừa ảnh kiếm chứ? Trong lòng Chu Văn hơi nghi hoặc, mở tư liệu trứng phối sủng ra xem xét, quả nhiên nó là thừa ảnh kiếm. Thừa ảnh kiếm, thần thoại cấp. Thuộc tính của thừa ảnh kiếm rất xấp xỉ Hàm Quang Kiếm và Tiêu Luyện Kiếm, các phương diện kỹ năng và mệnh cách có chút khác biệt. Nhưng đó cũng là một đầu thần thoại phối sủng không tệ, năng lực không hề kém Hàm Quang Kiếm và Tiêu Luyện Kiếm. Có điều Chu Văn lại hơi thất vọng, coi như không sinh ra trứng khủng cụ cấp phối sủng, nhưng nếu sinh ra trứng phối sủng có thể tiến hóa cũng không tệ, kết quả chỉ là thần thoại cấp. Thần thoại kiếm đối với khủng cụ cấp Tu La Đao của Chu Văn mà nói, tác dụng xác thực đã không lớn. Chu Văn đột nhiên nhớ tới, có lẽ có khả năng thử nhìn một chút, đem ba thanh kiếm này dung hợp lại sẽ có hiệu quả gì. Trước đó Chu Văn một mực chờ đợi đạt được 9 đầu phối sủng yêu huyết chân long,
để dung hợp bọn chúng lại. Thế nhưng hợp thành về sau có hiệu quả đặc biệt gì không, bản thân Chu Văn cũng không biết. Hàm quang, thừa ảnh, tiêu luyện là một bộ kiếm trong truyền thuyết, mà thời điểm dung hợp trước đó, độ phù hợp giữa hàm quang kiếm và tiêu luyện kiếm cực cao, có lẽ có thể thử một chút. Ấp thừa ảnh kiếm ra, vào giao diện công năng dung hợp, đem hàm quang, thừa ảnh cùng tiêu luyện cùng nhau để lên, ba thanh kiếm đều đặt đúng chỗ về sau. Chỉ thấy trên thanh công cụ hiện lên một đạo quang mang, độ phù hợp lại đến tận 99%, mà ba thanh kiếm đều hiện lên ánh sáng, như bị phủ lên một tầng thần quang. Chu Văn suy nghĩ một chút, vẫn nhấn xuống nút dung hợp. Một giây sau, hào quang trên ba thanh kiếm tỏa ra hào quang, trong nháy mắt chiếm cứ màn hình, để người ta không thể nhìn thấy cái gì. Qua một hồi lâu, quang mang kia mới thu liễm xuống, có điều chờ hào quang biến mất về sau, Chu Văn lại đi xem, phát hiện không hợp thành phối sủng mới. Bên trong giao diện dung hợp, xuất hiện một quả trứng phối sủng, phía dưới có ghi chú biểu hiện tỷ lệ phần trăm, hiện tại mới được 1%. Chu Văn đợi mười mấy phút, tỷ lệ phần trăm vẫn là 1%, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể hợp thành. Thời điểm đến chừng 1 giờ, cuối cùng nhảy tới 2%, Chu Văn đánh giá một chút, muốn đạt tới 100%. Đoán chừng phải mất thời gian 4 ngày mới được, hắn đành phải tạm thời không quan tâm gì đến nó, tiếp tục cày phó bản đan lô sơn. Hôm nay vận khí coi như không tệ, Chu Văn lại cày được một khỏa thần thoại phối sủng sinh long đan tinh. Mặc dù hiệu lực của sinh long đan tinh so với long hổ đan tinh hơi kém một chút, nhưng cũng coi là thánh phẩm chữa trị, coi như trái tim bị đánh nát, uống một viên cũng đủ khởi tử hoàn sinh. Đương nhiên, cái này không thể tính chết thật, ít nhất vẫn phải lưu lại một hơi, ăn vào mới có tác dụng. Từ đây về sau, tựa như Chu Văn đã dùng hết vận khí, hắn cày không ít thần thoại sinh vật, kết quả không tuôn ra cái gì nữa. Trước đó giết khủng cụ cấp sinh vật, Chu Văn đã biết quy luật quét mới, cứ một tuần lễ mới có thể quét mới, thế nhưng tỷ lệ tuôn ra trứng phối sủng lại thấp đáng thương, hắn không có thu hoạch gì. Theo thời gian trôi qua, hư ảnh trong nham tương càng ngày càng rõ, coi như Chu Văn không cần đi xem, bên trong liên bang đã có không ít người nhìn thấy sự tồn tại của hư ảnh kia. Có người mạnh dạn suy đoán, hư ảnh kia hẳn là một toàn kiến trúc. Mà bọn hắn đã xác định, đồng hồ đếm ngược hẳn là thời gian hư ảnh kia nổi lên. Hiện tại mọi người đều đang suy đoán, kiến trúc trong nham tương khả năng có chính là cách đấu đài, chờ lúc kiến trúc kia hiện ra hoàn toàn, chính là lúc ma phương chi chiến bắt đầu. Có điều cũng có một số người cho rằng, kiến trúc kia không phải cách đấu đài, khả năng cao là một dị thứ nguyên lĩnh vực, một dị thứ nguyên lĩnh vực bên trên kim tinh. Còn có đủ loại suy đoán rối loạn khác, Chu Văn cũng nhìn một chút, có điều tất cả đều không đáng tin. Thái Tuế ăn nhiều đồ tốt như vậy, làm sao vẫn không có điểm phản ứng nào. Chu Văn phát hiện Long Vương cổ trong hồ lô kia đã bị Thái Tuế ăn hơn phân nửa, nguyên bản thân thể to lớn đã chỉ còn lại hình thể dài đến 3-4 mét, hẳn Thái Tuế không ăn được lâu nữa. Việc liên quan đến Thái Tuế tấn thăng, Chu Văn cũng hơi xoắn xuýt, hung danh Thái Tuế quá thịnh, vạn nhất nó tấn thăng khủng cụ cấp, mang đến tai họa cho Chu Văn, đến lúc đó cái được không bù cái mất. Cày tất cả dị thứ nguyên lĩnh vực một lần, không thu hoạch được gì lớn, Chu Văn đành phải chờ đợi quét mới, sau đó lại đi nghiên cứu hư ảnh bên trên kim tinh. Thời gian từ lúc ma phương xuất hiện bên trên kim tinh đã 2 ngày rồi, thời gian đếm ngược chỉ không đến 24 giờ, thời điểm Chu Văn lại tới chỗ ma phương xem xét. Mặc dù hư ảnh kia vẫn chưa hiển hiện lên, có điều có đại phạm thiên gia trì, Chu Văn đã có khả năng nhìn thấy bộ dáng chân thực của hư ảnh kia. Các bạn đang nghe chuyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1209, hoàn thành. Phía dưới dung nham kia, có thể nhìn thấy một tòa cung điện, toàn thân như đồng thau, trộn lẫn với dung nham, rất khó nhìn thấy bộ dáng của nó. Chu Văn cẩn thận phân biệt một hồi lâu, mới đại khái nhìn ra bộ dáng cung điện kia giống hình bán cầu. Có điều đây chỉ là bộ phận nhìn thấy được, không nhìn thấy đằng sau, vẫn chưa biết nó lớn đến mức nào. Phía trước kiến trúc bán hình cầu, đường kính vượt qua ngàn mét, phía trên vòng tròn có kinh vĩ tuyến, đỉnh cao nhất vòng tròn, có thể nhìn thấy một cái bình đài, nó cũng có dạng hình tròn, đường, kính tầm 2-30 mét, xem ra hơi giống chỗ ra vào, tuy nhiên lại bị phong bế lại, không nhìn thấy khe hở. Chu Văn nhìn một lúc lâu, cũng không biết kiến trúc này rốt cuộc là thứ gì.
Lúc tầm mắt Chu Văn vô tình quét đến một góc của vật kia, con mắt Chu Văn đột nhiên sáng lên. Lỗ khảm kinh vĩ tuyết phân chia ra ngăn chứa bên trong, mà vị trí phía rìa đó lại khắc lấy một đồ án nhỏ. Trên đồ án nhỏ có hình kim tinh thu nhỏ. Không ngờ có đồ án nhỏ. Chu Văn vừa mừng vừa sợ. Cầm điện thoại thần bí chỉ vào phía màn hình ma phương, hắn muốn thử xem có thể chụp được đồ án nhỏ không, nhưng phát hiện ra căn bản vô dụng. Đừng nói cách màn hình, coi như hắn thật sự đứng trên kim tinh, khoảng cách như vậy quá xa, nhất định phải chui vào bên trong nham tương, tới gần mới quay chụp được. Nguyên bản Chu Văn không có dự định đi kim tinh mạo hiểm, nhưng thấy đồ án nhỏ, đã biết kiến trúc kim loại kia khẳng định không phải cách đấu đài, chắc chắn là một dị thứ nguyên lĩnh vực. Lại thêm sinh vật trước đó xuất hiện, tiến vào về sau đều bình an ra ngoài, Chu Văn cảm thấy tính nguy hiểm hẳn không lớn, liền chuẩn bị đi một chuyến, chụp đồ án nhỏ kia. Có điều trước đó, Chu Văn phải chuẩn bị chu đáo. Sau khi Linh Dương trở về vẫn nằm sấp trên ghế salon đi ngủ, trước kia Chu Văn cảm thấy nó quá lười, hiện tại biết đại khái, cái tên này đã nhận thương tích quá nặng, cho nên vẫn đang nằm dưỡng thương. Không có tồn tại thiên tai cấp bên người bảo mệnh, Hu Văn không dám mang theo Nha Nhi đi mạo hiểm, liền để nàng lưu tại An Gia, có chuyện gì An Gia cũng có thể chiếu cố nàng. Mặc dù Chu Văn quan hệ rất kém đối với An Thiên Tá, nhưng hắn không thể không thừa nhận, An Thiên Tá đối Nha Nhi chiếu cố, so với Chu Văn còn cẩn thận chu đáo hơn. Chu Văn mang theo cả băng nữ và thỏ ngọc, có điều Chu Văn cảm thấy băng nữ không có tác dụng quá lớn. Kim tinh quá nóng, lực lượng của băng nữ sẽ bị giảm trên diện rộng, sức chiến đấu khẳng định sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Thiên Chi Atula, ba tiêu tiên cùng Ma Anh hẳn sẽ có tác dụng không nhỏ, lại thêm tên Thất Hải Long Vương kia, không biết dịch nhờn của nó có sợ nhiệt độ cao hay không. Chu Văn mặc ẩn hình y vào, đeo vòng tai đế thính, Hắc Ám Y Sư cũng đã phụ thể xong. Mặc dù Hắc Ám Y Sư chỉ là thần thoại, có điều năng lực thấu thị chi quang và Hắc Ám hữu thủ vẫn vô cùng hữu dụng. Chuẩn bị đầy đủ, Chu Văn sử dụng năng lực điểm vũ trụ, lựa chọn mục tiêu là kim tinh, trong nháy mắt đã xuất hiện bên trên kim tinh. Điểm vũ trụ có thể truyền tống khoảng cách xa, có điều độ chính xác không đủ, thời điểm Chu Văn xuất hiện bên trên kim tinh, không xuất hiện tại phụ khu vực kia. Chỗ hắn truyền tống tới là một dãy núi to lớn, so với dãy núi Himalaya còn cao lớn hơn. Phân biệt tìm tòi một thoáng, thời điểm Chu Văn đang chuẩn bị đi vị trí dung nham kia, đột nhiên phát hiện, vết nứt bên dưới truyền đến thanh âm có cũng như không, có đồ vật gì vậy? Trong lòng Chu Văn giật mình, vội vàng sử dụng năng lực ẩn hình của ẩn hình y, sau đó thận trọng nghe động tĩnh xung quanh. Sử dụng đế thính để nghe trong chốc lát, phát hiện bên trên vết nứt không có sinh vật gì phát ra âm thanh, chỉ có một gốc hoa giả. Nói nó là hoa giả, bởi cây hoa kia có ba mảnh lá cây xích hông, phía trên có một nụ hoa nhỏ. Toàn thân đều là kim loại, căn bản không giống thực vật, giống như tác phẩm nghệ thuật do nhân loại chế tác thành. Có điều Chu Văn dùng đế thính cẩn thận nghe trong chốc lát, phát hiện gốc hoa giả kia không phải tác phẩm do nhân loại chế tác, mà nó là thực vật còn sống. Rễ của nó đâm vào bên trong nham thạch, nó sinh trưởng tốt bên trong nhiệt độ cao và không khí tràn ngập CO2, theo nhiệt khí rung động, lá cây hơi rung động, phát ra âm thanh kỳ dị. Chu Văn vừa mới nghe được thanh âm, chính từ lá cây kia phát ra, một gốc hoa kim loại. Chu Văn đối với thứ hoa này, đặc biệt mẫn cảm, không dám trực tiếp xuống đi vào liệt cốc. Chu Văn triệu hoán ra một thanh hoàng kim chiến thần kích, để thanh hoàng kim chiến thần kích bay về phía liệt cốc. Không phải Chu Văn không muốn sử dụng phối sủng bình thường đi dò xét, do nhiệt độ trên bề mặt kim tinh quá cao, phối sủng bình thường chỉ sợ không đến được khe nứt, đã bị nhiệt độ cao giết chết. Hoàng kim chiến thần kích bay xuống, hướng về phía khe nứt kia, vừa mới tiến khe nứt không bao lâu, còn chưa tới gần hoa kim loại kia, hoàng kim chiến thần kích đang bay lượn đột nhiên bị giải thể. Cái này giống như thủy tinh công nghiệp bị phá toái, chuôi hoàng kim chiến thần kích lập tức bị phân giải thành vô số hạt, những hạt vỡ kia rất nhỏ, lớn bằng hạt mè. Không đợi hạt vỡ kia rơi xuống đáy cốc, một lát sau, tất cả biến mất không thấy gì nữa, tên chuôi hoàng kim chiến thần kích này trên cột phối sủng của Chu Văn cũng biến mất. Chu Văn hơi đau lòng, đồng thời lại hơi ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn chỉ nhìn ra lực lượng hoa kim loại kia đã khiến hoàng kim chiến thần kích giải thể, còn đó là loại lực lượng gì, hắn vẫn chưa nhìn ra. Suy nghĩ một chút, Chu Văn từ bỏ ý định tiếp tục thăm dò, hắn nhận biết phương vị về sau, thuấn di về phía vị trí dung nham kia. Mặt nạ thằng hề giao phó cho Chu Văn năng lực thuấn di phi thường mạnh mẽ,
khoảng cách Thuấn Di so với trước xa hơn rất nhiều, không mất bao nhiêu thời gian, hắn đã gần đến vị trí dung nham kia. Chu Văn không trực tiếp đi qua, bởi khối ma phương rất gần chỗ này, coi như hắn dùng trạng thái khủng cụ hóa đi qua, tuy người bình thường không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn bị những khủng cụ cấp cường giả thấy. Cho nên Chu Văn tính toán khoảng cách về sau, trực tiếp thuấn di tiến nhập vào bên trong nham tương, miễn người khác phát hiện ra hắn. Vừa tiến vào dung nham, Chu Văn đã cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng, cũng may hắn đã cùng nhân hoàng khủng cụ hóa hợp thể. Mặc dù nhân hoàng chỉ có thể chữa trị cho người khác, vô phương chữa trị bản thân, có điều nó vẫn tăng cường các phương diện thân thể, đủ để hắn đối kháng nhiệt độ cao. Không dám dừng lại quá lâu, Chu Văn tiếp tục sử dụng thuấn di trong nham tương, rất nhanh tiến đến tòa kiến trúc kim loại kia. Giống trong màn hình ma phương mà Chu Văn nhìn thấy, phía trước quả nhiên có hình dáng bán cầu, chẳng qua nhìn thực tế, nó càng thêm hùng vĩ, khiến người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé. Càng khủng bố hơn chính là, kiến trúc kim loại kia tản ra nhiệt độ, so với nhiệt độ dung nham còn đáng sợ hơn. Mặc dù Chu Văn có lực lượng khủng cụ cấp hộ thể, nhưng vẫn cảm giác nóng rực. Cũng may Chu Văn không dự định tiến vào kiến trúc kim loại kia, hắn tìm được đồ án nhỏ, lấy điện thoại thần bí chụp đồ án nhỏ một cái. Giao diện downloading đã xuất hiện, Chu Văn cũng thở dài một hơi, cất điện thoại di động trước. Chương 1210, thần thoại dịch kiểu mới. Không dám dừng lại ở nơi này quá lâu, nếu tồn tại thiên tai cấp như Nguyệt Độc xuất hiện, nói không chừng sẽ có tồn tại thiên tai cấp tới đây. Vạn nhất gặp phải một tồn tại thiên tai cấp muốn đòi mạng hắn, vậy thì thật bi kịch. Lợi dụng điểm vũ trụ, Chu Văn trực tiếp về tới địa cầu, tọa độ cũng không chính xác, cũng không có khả năng trực tiếp trở lại Lạc Dương. Đây là Thánh Thành. Chu Văn cẩn thận quan sát một chút bốn phía, phát hiện mình đang đứng trong một con hẻm, trên đường chỉ có vài người đi lại. Hắn sử dụng đế thính quét xung quanh, phát hiện nơi này chính là Thánh Thành. Lúc trước Vương Minh Uyên lợi dụng lực lượng của Lục Đại Thánh Điện phá vỡ vách ngăn giữa địa cầu và dị thứ nguyên, cưỡng ép tiến vào dị thứ nguyên, đồng thời gần như hủy diệt thánh địa. Nơi này là Thánh Thành không sai, có điều khác biệt với bộ dáng thảm liệt lúc trước. Bây giờ Thánh Thành lần nữa xây dựng lại, mặc dù quy mô vẫn kém trước kia, nhưng vẫn tính là một thành thị quy mô tầng trung. Có điều kết giới phòng ngự của Thánh Thành vẫn chưa được sửa chữa, mất đi lá chắn lớn nhất, chỉ có thể dựa vào cường giả nhân loại thủ hộ. Theo Chu Văn biết, Huệ Hải Phong lãnh đạo chính phủ liên bang, ngay bên trong Thánh Thành này, nơi này do Huệ Hải Phong tự chọn. Về phần tại sao hắn không sử dụng địa điểm làm việc của Tổng thống trước kia, cái này Chu Văn không biết được. Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, giao diện vẫn trong trạng thái downloading, thoạt nhìn muốn còn lâu mới hoàn thành. Nếu đã tới, đi thăm Huệ Hải Phong một chút cũng tốt. Chu Văn sử dụng đế thính phân biệt kiến trúc bên trong Thánh Thành một chút, rất dễ dàng tìm được cao ốc nơi Tổng thống làm việc. Nhưng lúc Chu Văn sử dụng đế thính quét hình cao ốc, muốn tìm được chỗ của Huệ Hải Phong để trực tiếp thuấn di qua, lại phát hiện lực lượng đế thính vô phương tiến vào bên trong cao ốc. Tòa cao ốc kia có hình vành khuyên, lại bị một cỗ lực lượng không tên che giấu, hoàn toàn không có cách nào thăm dò tình huống bên trong. Thú vị, không biết Huệ Hải Phong làm ra hay do cao thủ liên bang làm. Chu Văn không tìm thấy chỗ của Huệ Hải Phong, suy nghĩ một chút, hắn liền từ bỏ ý nghĩ đi tìm Huệ Hải Phong. Ngươi làm gì tại đây? Thời điểm Chu Văn đang chuẩn bị rời đi khỏi Thánh Thành, có một bé trai đeo bọc sách đi tới, thoạt nhìn chỉ 5-6 tuổi, trên mặt mang theo một cái kính khung đen, che khuất nửa mặt của hắn. Lúc này, vẻ mặt bé trai kia vô cùng nghi hoặc mà nhìn hắn, con mắt không ngừng dò xét hắn. Ta đi ngang qua, Chu Văn trả lời. Đi ngang qua. Nam Hải quay đầu nhìn một chút hẻm nhỏ, sau đó tầm mắt lại trở lại trên người Chu Văn, biểu tình kia như nói, ngươi thiểu năng sao? Chu Văn nhìn kỹ mới phát hiện, đầu này hẻm nhỏ là ngõ cụt, mà lại toàn bộ ngõ nhỏ chỉ có một gia đình, cũng chỉ có một cánh cửa, Chu Văn lấy cớ đi ngang qua, tựa hồ hơi miễn cưỡng. Chu Văn lại không thèm để ý những chi tiết này, cười một cái nói, đi lầm đường, ngươi khoan hãy đi. Bé trai kia nói xong, đem ba lô của mình đặt xuống đất, mở ra về sau, lấy một vật từ bên trong, sau đó vứt cho Chu Văn, ngươi vận khí tốt, các này cho ngươi, cầm lấy dùng đi. Chu Văn tiếp được vật kia, thấy nó là một bình thủy tinh nhỏ, trong bình chứa một loại chất lỏng màu vàng. Đây là vật gì? Tại sao phải cho ta? Chu Văn nhìn chất lỏng màu vàng óng bên trong bình thủy tinh,
sau đó hơi nghi hoặc nhìn thoáng qua bé trai kia, hỏi. Nhìn bé trai kia không giống kiểu cố ý gài bẫy hắn, lại không nói hắn mới tầm tuổi này, không thích hợp làm những chuyện như vậy. Coi như thật sự muốn tính toán Chu Văn, cũng không người nào biết Chu Văn tới Thánh Thành, không có khả năng sớm tính toán hắn. Ta quên đi, đây là thần thoại dịch chuyên môn, người bình thường như ngươi chưa thấy qua cũng đúng. Bé trai kia bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó lại nói với Chu Văn, ngươi không biết không sao, đây là một loại thần thoại dịch, hơn nữa thuộc chủng loại cao cấp, không giống loại lưu thông trên thị trường. Đặc biệt riêng loại này, trẻ em từ 3 tuổi trở lên có thể sử dụng, hiệu quả không mãnh liệt như thần thoại dịch thông thường, sẽ không hoàn toàn dung hợp ngay từ đầu. Nó cần một quá trình dài dằng dặc, như vậy gánh vác với cơ thể sẽ không quá nặng, hiệu quả dung hợp càng tốt hơn, càng dễ thích ứng với cơ thể hơn. Có điều tuổi tác của ngươi hơi lớn, coi như sử dụng, tỷ lệ tấn thăng thần thoại cấp cũng hết sức xa vời. Ta kiến nghị ngươi cho tiểu bằng hữu nhà ngươi sử dụng, tầm từ 3 tuổi đến 6 tuổi hiệu quả sẽ tốt nhất. Dĩ nhiên, ngươi có thể tự sử dụng, vẫn có chỗ tốt nhất định. Dứt lời, bé trai thu thập xong túi sách, lại khoác trên lưng, xoay người rời đi. Đợi một chút. Chu Văn cảm thấy bé trai này rất kỳ quái, cũng không biết thằng danh này con cái nhà ai. Còn cái gì chưa hiểu sao? Bé trai xoay người lại, nhìn Chu Văn hỏi. Tại sao ngươi phải cho ta bình thần? Thoại dịch này. Chu Văn chỉ bình nhỏ hỏi. Ngươi không muốn sao? Bé trai không trả lời, chẳng qua hỏi ngược lại một câu. Không muốn. Chu Văn lắc đầu. Bé trai dùng ngón tay nắm gọng kính, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Chu Văn nói. Theo ta được biết, bên ngoài rất khó tìm được thần thoại dịch. Rất nhiều bán cả gia tài đi mua một bình. Hơn nữa loại thần thoại dịch kiểu mới này là hàng limited, có tiền chưa chắc đã mua được, ngươi thật sự không muốn sao? Bé trai nói xong, hơi hiểu, nhìn Chu Văn nói, ngươi không cần hoài nghi, đây thật sự là thần thoại dịch, sản phẩm của Huệ gia. Ngươi nhìn đánh dấu dưới đáy bình nhìn xem, hẳn không có người nào dám giải mạo con dấu Huệ gia tại Thánh Thành. Ngươi họ Huệ? Chu Văn nhìn bé trai kia hỏi. Cái này không liên quan đến ngươi, nếu ngươi không muốn, có thể trả thần thoại dịch lại cho ta, bé trai nói. Chu Văn nhìn nét mặt của hắn, đại khái đoán được bé trai này họ Huệ không nghi ngờ, chẳng qua không biết nó quan hệ thế nào với Huệ Hải Phong. Ta tin tưởng đây là thần thoại dịch, có điều ta không có gì trao đổi, không thể lấy không đồ của người khác, ngươi có chuyện gì cần ta giúp hay không, chúng ta có khả năng làm giao dịch. Chu Văn thấy hành vi bé trai kia rất quái dị, nhất định có nguyên nhân gì đó. Nếu hắn thật sự có quan hệ với Huệ Hải Phong, Chu Văn cũng không thể làm như không thấy. Bé trai gật đầu, tựa hồ cảm thấy Chu Văn nói cũng có đạo lý, nhưng cúi đầu suy tư trong chốc lát, tự lẩm bẩm, nhưng ta không có việc gì nhờ ngươi làm. Chuyện gì cũng được, hoặc ngươi có sự tình khó xử, có thể nói cho ta biết, Chu Văn nói. Bé trai lắc đầu, sự tình ngay cả ta cũng cảm thấy khó khăn, ngươi càng không có khả năng hoàn thành. Cái tên này không đáng yêu gì cả. Ngữ khí hoàn toàn không giống ngữ khí bé trai tầm tuổi này nên có. Chu Văn hơi phiền muộn. Bé trai suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa nói ra, như vậy đi, chuyện khó khăn lắm ngươi cũng không làm được, vậy dẫn đường cho ta muốn đi Yên Hoa ngõ tìm một người. Các bạn vừa nghe xong tập 121 của bộ truyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.